Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em vừa về được một con máy cưa nhá. Máy cưa Makita 380 đấy ạ. Em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu xem mua thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại Zalo 0975275636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi Thường Tín, Hà Nội nhá. Bác nào ở gần có thể đến tại cửa hàng để xem mua trực tiếp được ạ. Bây giờ em sẽ quay sơ qua cái hình thức bên ngoài để mọi người nhìn nhá. Lưỡi chân máy là lưỡi hợp kim nhá, hợp kim. Lưỡi còn đẹp nhá. Đây là thông số của máy này. Quay trên video thì hơi mờ nên mọi người không nhìn thấy nhá. Em sẽ đọc thông số này. Máy là điện 100V. 2600 vòng trên phút nhá. Lưỡi 380 này. Công suất bao nhiêu A đây? 14A nhá. Con này 14A, 1350W, 1350W. Con này là của Makita nhá. Dây của nó dây zin rất là dài. Để yêu em cái dòng điện nhá. Điện 100V đấy ạ, không phải điện 220V đâu. Mọi người để ý giúp em nhá. Bây giờ em sẽ bật máy trực tiếp luôn này. Máy chạy êm nhá, không đánh lửa chổi than, hợp kim thì đẹp nhá. Hợp kim đẹp đấy ạ, mọi người xem này. Đó. Dây zin đẹp nhá. Con này em báo giá luôn này, giá là 1.3 triệu, giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship. Bác nào có nhu cầu mua thì mình nhắn tin trực tiếp số điện thoại em có ghi ở dưới phần mô tả rồi đấy ạ. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chị ở những video tiếp theo ạ.